với lại rau thơm đó. Đó thì mình có cà nè, cá, ớt, hành, tỏi. Rồi bây giờ mình bắt đầu kho cá trước. Rồi mình bắt được cá lên xong rồi mình hãy đi hái rau thơm. Rau thơm mình bỏ sau nha cả nhà. Đó. Ok, giờ mình bắt đầu mình làm. Thứ nhất mình bầm tỏi ra. Đó, đây nè, cái nồi cá như mình chế nước cho nó đầy lên như vậy nè. Đó, mình kho cho nó cạn xuống đó. Rồi đây cà chút mình bỏ vô sao ha cả nhà. Đó, giờ bà mình đi ra vườn mình hái rau vô để mình ăn với cá ha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình đi ra vườn nha. Giờ khoảng gần 4 giờ chiều rồi đó mà trời nắng vậy nè. Đó. Mình đi ra vườn ha. Đi vườn để mình cắt rau. Đó. Đây, hoa đẹp không cả nhà? Đó. Đây là cái chậu sen đá của bà chị cho nè, chị Hồng cho. Đó, hoa này đẹp không? Đó. Đó, để nó nở lên đẹp lắm. Đây. Đi ra vườn. Giờ này 4 giờ mấy chiều mà nắng vậy đó cả nhà. Nắng quá chừng luôn ha. Đó, mấy chú gà bên đó la chót ke chót két ha. Giờ nằm im ngủ rồi. À, hoa đẹp nè, hoa đẹp nè. À, hoa đẹp nè. Đẹp không? À, đang trồng nhiều lắm cả nhà mà mùa này bắt đầu tưới nước đã đời á. Đây nè. Đó. Nếp rau của Trang đây nè. Đó. Rồi rau cần đây nữa nè. Đó, cái hẹ của Kiều đằng kia. Đó. Rau lan của Trang nè. Mới dâm mà nó lên rồi đó cả nhà thấy không?
Thôi giờ đi. Trang thấy cái chậu rau này ha. Thấy cái chậu này. Nếu ứng bên này còn nắng, nắng quá chừng mình cắt hết lớp rau này. Bây giờ có rau giáp giáp cá với lại bây giờ con bé cắt hết để cho nó lên nó già. Không ăn là nó già hết rồi cả nhà. Ăn đâu có hết. Các gì cái là tuần lễ sau rồi nó lên đầy luôn. Em có cái rau, cái cây rau này nè, cây rau chua cả nhà, mà nó bự quá. Em thấy càng sợ luôn á, đang nhấp ăn luôn á, nó bự quá, bự quá trời đó. Xẹt mấy cái à, là vậy nè. Ở bên đây cái đám cần nước này cả nhà, cần nước này luôn, cắt là nó mới lên, nó cắt nó không lên. Quá trời, đúng là cắt buổi sáng nè, sáng mới mấy tia đi chợ các cô mua đồ làm giặt giấy rồi. Trời nó lên nó mập luôn. Em đâu có hết đâu nè. Mấy cái bông hoa. Đây cái nhà bùng bổ rau nè, đó đúng quá trời, đó rau cần nước nè, rất cá, rau đắng biển. Đang ghé qua đang cắt mấy cọng hẹn cả nhà, cắt thêm mấy cọng hẹn nữa, đắng quá cả nhà có thấy không? Ăn thôi cả nhà thấy cắt nó mới lên già nè, quá lứa rồi. Ăn cái nhà cái cửa là tấm quá trời, cứ mỗi ngày mình nó cũng khô vậy nè. Mình mưa xuống nó mới đủ nước, còn mình tưới nó đâu có đủ. Cả nhà ơi, đó quá trời luôn chưa nè. Đó giờ mình lại kia mình thấy rau thơm nữa cả nhà, đó, rau thơm nữa là chết cha nó đó. Đây thì mình đi thấy rau thơm nữa nha. Đây cái nếp rau thơm này cả nhà, giờ mình cắt mấy cọng rau thơm này mình bỏ vô cá nha. Cá này á kho cà rồi nha, bỏ rau thơm vô ăn nó ngon lắm, bỏ vô tô quá cả nhà. Gì đó gì lên tiếng o o nữa, giờ này đâu phải nhờ gái đâu bà hai, ông hai. Rồi. Muốn ăn rau cải phải không? Từ từ đi. Vậy đó. Rau này cho nó lên cái khác nha. Quá trời quá đất. Ok ok, đừng có gái nữa, gái nữa hàng xóm nó cầm lên. Ok, để
chị ra chị cho ăn. Biết rồi. Đây biết cây bầu này cả nhà. Cái bầu đây nè. Cây bầu nhiều. Ui da, nhiều quá luôn rồi. Ở đây luôn. Đây, đó. Giờ mình vô mình lặt hết cả nhà ha. Đó, ngày gái thấy ớn chưa? Nó nghe thấy mặt em là nó gái à. Một ngày là 5 trứng luôn á cả nhà. Ok, thôi mình đi vô. Rồi cả nhà mình thấy leo vô mình trở lại với cái nồi cá của mình nè. Ờ, giờ nó sôi nè. Bây giờ mình bỏ cà vô ha. Cà vô. Đấy. Bỏ cà vô cho nó bắt đầu nó mềm, cà này là nó thấm lên dừa. Đó. Nhiều đây ăn không biết chừng nào cho hết. Đó. Ok. Rồi mình tiếp tục mình kho nữa cả nhà ơi. Kho tiếp tục. Ok. Mình lấy rất lợi mình kho cho nó ra. Đừng có bộ văn, tại cái này mình nấu bếp ngoài sân. Cá rồi mình nấu miếng ngoài sân. Ok. Mình lặt rau thôi cả nhà ơi. Biển kho cà và như rau húng lên cả nhà. Thôi, nhiều quá. Để cho nó thấm. Mình đã kho cá mình múc tiếp. Múc vào vô. Đi ăn cơm rồi nè. Yêu yêu. Yêu cũng mệt. Yêu tối luôn. Ăn cơm tối luôn cả nhà. Hôm nay những đi rất con nha. Cái ăn cơm tới thôi luôn. Không có tối đâu, chưa tới 10 giờ mà. Cơm khuya. Ăn ra thì lấy đâu? Đây có rau già. Cái già lá bùi nữa cả nhà. Chơi rồi xây cái mặt qua đây đi. Hả? Được rồi. Mặt móc ngày nào cũng nhìn đó. Cả nhà ha. Đẹp trai nhìn mặt kìa lắm. Bữa nay mình bán cơm. Ở cơm tối. Để cha mẹ ăn cơm. Cái bữa ăn enjoy the dinner with me. Khuya luôn. Đó. Tối luôn. Khuya đi. Cái nhà. Hơi lạc rồi. Cá hơi lạc. Đây là cá, đây là cá biển kho với rau thơm kìa cả nhà. Đây là món của anh Cường á. Anh Cường chỉ em á. Anh Cường về chợ á. Bốn người tiều á hả? Anh Cường chỉ á. Lạ cũng ngon mà không áp lực nhiều thứ buồn
không còn mùi cá biển nữa cả nhà, rất là thơm rồi. Rồi giờ mình cứ đậm, không biết để làm nhiều quá, nó dễ mỏng lắm cả nhà. Để bữa kỳ cái cổng. Tôi đâu cổng cần nước rồi cả nhà, mỏng ghê. Em không dám hái cái dây rau chua ăn luôn, thấy nó bự quá sợ quá. Sợ nó dây rau nó đắng biển nè, trắng trắng cá. Cá hơi bị lạc ha. Có biển vừa ăn. Má có cá biển với rau thơm cho ba ăn má. Nó lạ, ngon. Có cá tiền để mua vé về. Cá bằng lẹ luôn ta. Hè em sắm không ngon rồi. Cơm bỏ vô thấy lạ ha. Mấy cái kêu nó cơm. Chỉ món này được anh cơm. Chỉ cái rau này dễ trồng lắm cơm, dễ mọc, dễ đông nó cũng sống rồi. Cùng lỗ ra cái ấn chưa cả nhà. Bây giờ này em rửa em ngâm nước muối rửa từng cặp nữa. Dòng này không được chút xá là chạy. Dễ thêm không? Dễ ăn đi nhé. Anh lên đây ăn cơm. Không dễ, không dám ăn. Anh lên đây ăn cơm, không mà no rồi. Chào, cả nhà thử coi. Đây thử đi. Không bỏ luôn luôn á. Nè lấy miếng xương không à, đừng lấy gì nè. Ăn thử xương coi. Kho độc luôn. Kho, lấy xương cái độc luôn. Kho lâu quá mà. Cả nhà thấy gì không? Gà em nó đẻ nè cả nhà. Nhiêu đây rồi nè. Thấy không? Thế là không hết nữa rồi, một rổ rồi đó. Em hết một rổ luôn rồi đó. Mà giờ còn rổ nữa mà có 5 con nó đẻ thôi á. Nè, thấy không? Trứng trắng á thì con gà trắng. Trứng vàng đậm á là con gà nâu. Rồi trứng vàng lợt á là con gà vàng. Rồi trứng green này á là con gà xám. Mà bây giờ ăn cho ăn thức ăn nó giống nhau. Mà bây giờ tại sao mình nói là trứng gà vàng ăn ngon hơn là sao? Không biết nha. Cái này cần phải nghiên cứu lại á. Con gà trắng thì nó đã trứng trắng. Đó. Nhưng mà cho ăn giống nhau nè. Bây giờ tại sao nói trứng vàng bổ hơn? Giải thích giùm em đi. Đó. Bây giờ nó mới cài cả nhà. Đó, vậy đó cả nhà, em mới thắc mắc. Rồi. Bữa nào em đi mua gà đen rồi chị để trứng đen không? Dám để trứng đen lắm á. Rồi, thôi, bữa cơm bữa nay đã xong. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của em. Mến chúc cả nhà có một ngày vui vẻ bên đây, bên gia đình và người thân. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Please give me a like and share and subscribe everyone. Thank you. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.